Xin chào mọi người đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Ngày hôm nay thì là Hùng rất là cảm ơn một bạn Đạt Nguyễn đã gửi cho Hùng và bảo Hùng mua một con tôm hùm Alaska về để làm đồ ăn. Thì hôm nay Hùng đã ship đến nơi rồi và Hùng mua con này là 2,45 kg, tức là sát 2,5 cân. Tiền của nó là 2,3 triệu. Đấy, và Hùng ship từ đặt từ hôm trước thì hôm nay sáng nay Hùng đã nhận được, và tí nữa Hùng sẽ làm video cho mọi người xem cái con tôm này về thì My hoàn toàn là không biết luôn, và tí nữa My đi làm về Hùng sẽ cho My xem để xem là My có bất ngờ, My có sung sướng hay không. Tại vì tôm Alaska này thì thực chất Hùng và My và những người ở trong phòng Hùng ấy chưa bao giờ được ăn cái con tôm này luôn, chưa bao giờ mà thấy ở ngoài đời luôn ấy. Cho nên Hùng bây giờ đặt nó 2,5 cân, cũng phải to, chắc là to, không biết là tưởng tượng như nào nó. Bây giờ Hùng sẽ bóc ra cho mọi người cùng xem nhá. Và nếu như mọi người thấy video này Hùng hay thì hãy cho Hùng một like, một chia sẻ kênh, một đăng ký và những cái comment cũng như là những cái ý tưởng thật là hay, thật là độc đáo để Hùng làm nhá. Ok, mọi người cùng theo dõi nha, đừng có rời mắt đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Ở trong này là có bịch đá để mà cho nó sống. Con này nó vẫn còn sống nhá. Ui, đây đây đây, mọi người nhìn thấy không? Wow. Bây giờ Hùng sẽ cầm lên cho mọi người xem nhá. Mà nó đung đưa này. Mọi người nhìn mắt nó đung đưa này, thấy rất là to luôn. Con này 2,45, tức là 2,5 cân luôn đấy. Và Hùng thử nhấc nó lên xem nhá. Ui, cái tay, riêng cái tay nó này, nhìn này, mọi người nhìn này. Cái tay nó này còn tay to hơn cả cái tay của Hùng. À, mọi người biết rồi đấy, cái tay của Hùng này đấy. Mọi người, giờ Hùng sẽ cầm lên xem này. Wow, mọi người ơi, nhìn thấy như nào ạ? To quá. 2,5 cân. Đây, cái này đã đứng tưởng chỗ tưởng trắng. Ok, đây mọi người nhìn này. To không ạ? Mọi người nhìn thấy to không? Cái này tí nó mi về sẽ chắc chắn là rất là bất ngờ. My cũng chưa bao giờ thấy con này và cũng chưa bao giờ ăn con này luôn. Đấy mọi người nhá. Quay mọi người nhá. Đã không? Ăn một cái càng này là no luôn rồi. Mọi người cùng xem nhá. Hùng sẽ nghiên cứu xem là chế biến món gì. Một là mình sẽ hấp bia lên, hai là mình sẽ nướng bơ tỏi. Ok mọi người, cùng theo dõi tí nó My về thấy thì sẽ như nào nhá. Ok. My ít việc không? Nhiều việc hay ít việc? Hôm nay em đi làm nhiều việc không? Không. Dạ. Ăn đi, trưa ăn gì? Tóc gì mà như ăn cơm trực. Ăn cơm trực. Ăn cơm trực của ai? Của chị Mơ, chị Hòa. Dạ. Cái gì đấy nhỉ? Giờ đói bụng chưa? Chưa đói lắm. Anh có một cái này hay cực đi. Đi theo anh. Đi. Đấy, các bạn, My vừa đi làm về ạ. Đây, đi ra ngoài. Ôi, em thấy không? Em thấy anh Thắng đang làm gì không? Con cũng đủ. Ừ, em thấy bất ngờ không? Hả, à, em thấy bất ngờ không? Anh còn đủ đủ bình thường có gì. Bất ngờ không? Em nhìn thấy cái này này. Đây. Em mở cho anh cái đấy ra cái. Em mở cho anh ra cái thùng. Thùng lại đọc rồi. Cầm lên này, cầm này, lấy lên này. Nhưng mà nó không đi. Không sao, nó vẫn, nó không cắn, nó ấy hết rồi. Hoặc em cầm cái người bỏ lạnh như này mà nó không chết nhỉ? Không. Đấy. Wow. Nặng không? Wow. Em giơ ra đây con nào, em giơ ra đây con nào. Wow. Ui, nặng ơi là nặng luôn. Cái càng to hơn My luôn rồi đấy. Nhìn thế này là che hết mặt My luôn rồi. Ơi, ơi. À, tưởng là đùa, mua thiệt. À, mua thiệt, em thích không? Em đã bao giờ em cần được chạm con này chưa? Chưa. Chưa được bao giờ được nhìn luôn, chỉ thấy nhìn ở trên mạng thôi. Thích không? Có. Bây giờ em thích món hấp hay là món nướng?
nhà mình chắc hấp thì nó dễ hơn. Ok, đây. Đấy, anh biết là em thích hấp cho nên là anh vừa đi mua đồ về đây này. À, các bạn ở Hùng vừa đi mua bia với lại là rau thơm với lại xả để về hấp bia. Để hèn chi à, bảo, hèn chi tự nhiên hôm nay họ nhiều việc á. Nhiều việc không, nhưng mà cái càng này nó có cứng không? Hả? Càng cái càng này nó có cứng không? Hả? Có cái gì bám bám lên người nó vậy ta? Cái đấy là san hô. San hô bám thì càng ngon. Thế hả? Ừ. Ui rồi. Nhưng mà người ta gửi đâu xa mà sao nó còn sống như vậy? Người ta về. Gửi từ Canada về. Thiệt? Thiệt. Canada mà nó vẫn còn sống á? Ừ. Tôm Alaska. Cái này là tôm Alaska mà. Ui. Con này bao nhiêu cân? Hả? Con này bao nhiêu cân? 2,5 cân. Này 2,5 cân á? Ờ. Wow, phải không? Đã không? Nhưng mà nó sống sợ quá. Nhìn cái càng của nó kìa. To tay, to nó... tay em không? Đương nhiên rồi. Phải to hơn tay người lớn. Cái này nó có kẹp không? Mở ra thử nha. Đôi, mở làm gì? Mở ra thử nó có kẹp không? Cô nghịch quá đấy, tí nữa còn bỏ vào nồi nữa. Bây giờ sẽ bỏ ra trà mình nấu luôn. Này sợi dây thun mà. Bây giờ ăn giờ à? Hấp luôn ăn giờ được, giang bây giờ vậy. Phải 30 phút tiếng nữa mới ăn được cơ mà. Không, tôm này tầm 30 phút. Tiếng con này ấy, 45 phút kìa. Đấy em nhìn đây đi. Đấy. Mì rất là bất ngờ luôn. Đấy em nhìn thấy không? Trời ơi, 1,8 triệu này, đây là anh cọc 500 rồi, tổng là nó là 2,3 triệu cơ. Ui, ăn sang đi. Hả? Ăn sang đi. Lưu đâu mình ăn sang bữa sao đâu. Thì YouTube thì chưa có, mà ăn sang quá trưởng. Đã không? Thường chưa biết thì sao ấy. Thương ơi. Em bê vào cho nó xem. Từ từ để anh mà bật điện. À rồi, bê vào đi, bê con à. Bỏ ra để mình để mình trà nó rồi mới hấp cho nó hồi sạch. Hồi nãy em về em thấy cái thùng này, nói ủa cái thùng mặn hôm bữa Thương, thùng roi hôm bữa Thương mua sao chưa vứt cái thùng mà sao để đây. Nãy em mới mở ra để thấy không thấy tan rồi đi chưa. Cái càng của nó này. Bọc với bạc là nó sẽ chín. Chắc là chỉ có là bây giờ bọc với bạc để bọc nó thôi mọi người ạ. Tôm ơi, tôi xin lỗi mày nhá. Đấy, ui dồi, nó đang rất là khỏe mọi người nhá. Nó bò lên đi. Bò lên. Ui ui, sợ. Mày sợ à? Nó búng ghê quá. Ơ, trong mình nó búng nữa. 1, 2, 3 búng này. Thì cọ em nó cho nó sạch sẽ. Đấy, mọi người nhá. Bây giờ đang nhùng nhét mãi thì là lựa chọn mãi thì bây giờ sẽ cố nhét con này và lấy cái nồi nấu lẩu này nhùng sẽ ấp lên trên để nó cho chín. Chứ còn đối với cái con 2,5 cân này thì là không có bất cứ một cái nồi nào như Hùng có thể là bỏ vừa được. Ăn con tôm hùm mà cố quá trưởng nha. Tôm ơi, tôm. Đây bây giờ Hùng sẽ úp cái này lại nha. Đấy, Hùng sẽ úp cái này lại. Nắng ngồi bên này nhé, mình quay. Đấy, okay. Đấy, úp cái này lại. Ui, ngon quá. Bây giờ Hùng và anh Thắng sẽ
mở cái nồi ra để xem như nào nha, tại vì hấp cũng được gần 30 phút rồi mở xem nó có hết bia không. Nếu như hết thì mình sẽ tiếp vào cho nó. Wow, có cái bùi vàng đẹp luôn. Ui, to vãi. Thế là cái này là tôm gì đây? Tôm hùm Alaska, lấy từ Canada về. Ui, xịn vãi. Ui giời ơi, xịn vãi Trường. Tự ăn tôm hùm rồi nhưng mà chưa ăn tôm này bao giờ luôn. Check in phát luôn. Ui, không uổng công về chạy làm xong về luôn. Mình quay một cái video xuống. Bất thường này. Căng tiệp. Ui, mình ngồi xuống phát xem. Thật là khổng lồ mọi người ạ. Chắc nó cái này nó to gần bằng cái mặt mình. Ok, thôi bây giờ mình sẽ ăn đi. Đói bụng lắm rồi. Mời cả nhà nhá. Được miếng đi, mình sẽ làm cái. Rồi, mời cả nhà nhá. Ngon quá, lần đầu tiên Hùng được ăn cái này luôn. Và cảm ơn bạn Đạt nha. Bạn Đạt đó hả? Giới thiệu bạn Đạt đi. Có bạn Đạt, bạn em chuyển tiền cho Hùng và bảo Hùng tặng Hùng một con tôm hùm Alaska. Ôi bạn Đạt dễ thương quá, cảm ơn bạn Đạt nhiều nha. Cả nhà bạn cảm ơn bạn Đạt nha. Nè, em lấy được cục bự luôn nè. Rồi thôi, chắc nha. Tên Facebook hay là tên YouTube của bạn Đạt đấy là gì? Em chỉ biết là Đạt Nguyễn thôi. Tại vì bạn ấy comment với bạn ấy gửi mail cho Hùng. Rồi em ăn đi. Em ăn đi. Ăn cái này ngon rồi. Chấm cái nước này ngon rồi. Nước xanh của nó có cả mù tạt của nó. Nó xanh ngon không? Nước xanh ngon rồi. Có mù tạt. Là nhà mình bây giờ bó tay với lại hai cái càng à? Chắc là phải dùng búa chứ ăn thân trước đi. Mời cả nhà nha. Vâng em ăn mà em ngon quá. Cái nước chấm nào ngon hơn? Cái này ngon hơn này. Chưa, chị có thể xúc con. Em khó chấm quá. Đây, để giữa này. Ôi dồi. Lần đầu tiên được nhìn và lần đầu tiên được ăn. Ngon tuyệt rồi. Phê nổi mắt đấy. Nó nát tương rồi. Đâu cái chùy. Cái này chưa gõ à? Chưa gõ. Chưa nước à? Cay quá. Nước chấm này chanh ngon lắm. Nước chấm chanh là nước chấm mà khi mà mua người hàng người ta cho anh ấy. Cái này cái càng đúng không? Cái bọn này ăn mới xuống này. Uầy. Wow, có bột tạo ngon tuyệt đối. Cái gì trắng trắng đấy trời. Cái này mà gỡ ra được chắc là cái này mà gỡ ra nguyên một ấy thì chắc là ngon lắm, phê lắm đấy. Ngon lắm. Nhiều anh thử ăn nữa. Mình chưa rồi, mình cắt chưa. Ăn món không đơn giản. Cái gì? Ngon lắm, ngon tuyệt luôn. Không, em ăn nó chấm hết. Trời ơi, nãy chấm thì em nó cay quá trưởng à. Hả? Em thấy em chấm cái này à? Ăn chấm cái này nó mới đúng chuẩn vị của nó. Anh cho bảo vi chấm kia vào đây đi. Tức là cái xanh nó sẽ đúng chuẩn hơn tại vì đây có rau thơm này nè. Để bây giờ em chọt cái này thử nhé. Chọt. Có nước tay. Không biết đâu. Ôi đã quá mọi người ạ. Xong rồi. Ôi. Mời mọi người nhá. Bây giờ mới mời hả? Bây giờ mới mời đúng không? Bây giờ ơi, ngon quá nhỉ, đã đây. Đấy, còn ngạt một miếng đi. Ăn chấm vào. Đừng có bẻ ra. Ăn chấm vào rồi phập luôn. Ui giời. Kiểu này ăn xong rồi. Mời cả nhà nhá. Đây chặt đưa. Em chấm đi. Cái gì đấy? Cái lớp ngoài của nó. Mời mọi người. Ui, đã rồi đấy. Còn ngon hơn cả thịt bò. So sánh thì là cập kiếm. Wow, đây này, ra rồi đây. Còn ngon hơn thịt bò. Anh cái này, anh cái này. Ôi trời ơi, nó. Cắt ra. Eo ơi, to. Lấy. Là phê quá.
Ui. Ui. Vãi. Đi. 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 Lấy cái kéo. Vãi phải nói là kéo này, kéo này răng răng này thiệt là răng cắt rồi cái. Cắt. Cầm như này mà cắm luôn đi, cắt làm gì? Nè. Đây này đó. Ui. Đây, kẹp với dưa chuột với rau nữa mà ăn. Ừ. Ủa gì vậy? Ai vừa quên cái gì đó. Giá trị thật sự. Hi dạ. Đúng là một con hai triệu mấy ăn nó. Đáng đồng tiền bát bạc. Rồi ngập mồm. Em phải chấm với cái này ngon hơn. Ngon. Cái này nó không ngon bằng cái. Một mình không ăn một cái này sẽ không hết được. Yeah. Sao cái thịt của em này nó không giống với lại cái thịt của em? Ăn con này xong mình có thọ thêm được mấy tuổi không ta? Ôi dồi ôi. Ui, lấy ra đây này, đây này, đấy. Ui, hết cái. Wow. Hết rồi, hết cái này luôn rồi. Đấy. Ôi, trong cái này ấy siêu vai. Kinh nghiệm là chặt, lấy cái dao mà chặt đôi này này. Nhá, cả nhà nhá. Để cái dao mà chặt nó đôi. Anh ạ, anh sẽ phải chấm cái này, nó có cái này mới ngon. Xong rồi. Sọc lên cái não rồi. Nó bị sốc lên mọi người ạ. Anh em chụp được có ảnh cái xịt đấy. Anh béo đúng không? Ông làm mấy cái chân này. Thương này, chân này ăn đi. Đấy, bây giờ mình đã gỡ nhà mình đã gỡ được cái phần của nó ra rồi. Trời ơi mới ăn hết hai cái càng mà no rồi, nguyên còn nguyên cái này nữa nè. Ngậm luôn phần đầu đi. Ngậm thử miếng nhá. Nhưng mà to quá làm sao ngậm được ta. Wow, to cái tay của My nhiều bằng cái chân của My luôn ấy nhở. Ngược cái dạng của nó béo ơi là béo. Cho ăn miếng này không anh ngoan anh no lắm rồi. Đây cho cả nhà mỗi người uống một miếng ngay cái lòng ăn một miếng mà đứng làm miếng béo lắm luôn á. Anh chấm cho cái này nhá nhá. Phải tao quá anh hát trước đi. Đây. Ôi gạch nó rơi ra đây ơi. Lúc nào? Trời ơi, làm con có tôm hùm nặng vai trưởng luôn ấy. Trời ơi. Phê em cười nhạc. Trời ơi, ngon. Ngon, ngạc đi. Vãi. Kiểu đến lượt ý. Cái này trong uống rượu người ta gọi là cái gì nhỉ? Chia chén à hay là cái gì không? Cứ theo vòng. Ôi theo vòng á hả? Em ơi nó to nó còn xòe xòe xòe. Mời cả nhà nhé. Má ơi. Dài. Từ mấy bát tôi bỏ. À, mọi người ơi, như thế là Nhung đã chén gần hết được một con tôm hùm Alaska 2,5 cân. Và mọi người nhìn thấy những video này thích thú thì là hãy cho Hùng một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ và một comment để cho Hùng và My cùng mấy người trong phòng của Hùng có động lực hơn nữa, có nhiều cái ý tưởng hơn nữa để làm ra nhiều cái video hay hơn dành cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ thì bye bye các bạn. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.